Kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đến với một điểm tin hàng tuần số thứ 28 năm 2020 của báo Tây Ninh Online. Chương trình gồm những tin chính như sau. Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo. Trưởng ban nội chính Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ đội 82. Bộ Y tế viếng chân hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngành y tế. Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ban thường vụ tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Trảng Bàng, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh. Sáng 26 tháng 7 tại Tây Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 năm 2020, 59 năm ngày thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam, 23 tháng 11 năm 1961, 23 tháng 11 năm 2020 và khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại lễ khánh thành, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, việc tổ chức họp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo thể hiện truyền thống, đạo lý, nghĩa cử cao đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta là sự ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các cán bộ ngành tuyên giáo cả nước và Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay. Trải qua 90 năm, ngành tuyên giáo đã đổi qua nhiều tên gọi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo vẫn luôn thống nhất và xuyên suốt, góp phần xây dựng bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, tinh thần của xã hội, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Cũng nhân buổi họp mặt đầy trang trọng và ý nghĩa này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 4 cá nhân là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính và Ban Dân vận tỉnh ủy Tây Ninh vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Sáng ngày 31 tháng 7, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và huyện Tân Biên đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ đội 82 tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Tại lễ viếng, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đánh ba hồi chuông quy tập hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đại biểu cũng đã đến thắp hương từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Ngày 25 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường dẫn đầu đoàn công tác đến viếng bia tưởng niệm cán bộ chiến sĩ dân y miền Nam B2 tại nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên đội 82 và tại nhà truyền thống khu di tích lịch sử Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngành y tế đã kính cẩn dâng hoa dâng hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ ngành y tế đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ viếng, đoàn đã đến thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ. Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế của tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, riêng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, luôn chủ động tích cực, quyết liệt, thực hiện tốt các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và kiên trì thực hiện chiến lược ngăn chặn, phát triển, cách ly, khoanh vùng triệt để, dập dịch quyết liệt, điều trị. Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường trao bảng tượng trưng tặng 100.000 chiếc khẩu trang y tế cho tỉnh Tây Ninh, đồng thời trao giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh.
Tối 26 tháng 7, tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên, đội 82. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc cùng lãnh đạo các sở ban ngành và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm và thắp lên hàng ngàn ngọn nến lung linh, dâng hương dâng hoa tri ân các liệt sĩ đã không tiếc xương máu hy sinh vì bình yên của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tuổi trẻ Công an Nhân dân và tuổi trẻ Tây Ninh xin nguyện phát huy truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, trung thành với lý tưởng cao cả của Đảng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn gian khổ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị sở ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau. Triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, quản lý các đường mòn lối mở trên biên giới theo đúng quy định, rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về, đang làm việc và cư trú trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra rà soát, bổ sung các biện pháp kế hoạch phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị, không để bị động bất ngờ với những tình huống phức tạp nảy sinh, thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng về việc đi đến các vùng có dịch và những người từ vùng có dịch đến Tây Ninh phải chấp hành đúng việc khai báo, kiểm soát, theo dõi cách ly y tế theo quy định. Ngày 27 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì cuộc họp. Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, tiếp tục duy trì một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như tuyên truyền vận động trong nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh phải có nước sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt. Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, xét nghiệm để đáp ứng công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu. Xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ, chủ động sẵn sàng truy vết trong trường hợp phát hiện dương tính, xác định người tiếp xúc F1, F2, tổ chức cách ly phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 22 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 6 đồng chí, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc, tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy. Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể đảng viên trong đảng bộ quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, dân chủ, trung thực, tự tin, sáng tạo, cùng nhau đồng tâm hiệp lực để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Đại tá Nguyễn Văn Trãi khẳng định, thành công của đại hội hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ đảng viên trong đảng bộ, đồng thời xây dựng đảng bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh trên các mặt công tác được giao. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào sáng ngày 31 tháng 7. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 40 người, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 người, bà Nguyễn Thị Thu Hiền tái đắc cử Bí thư Huyện ủy, ông Thân Văn Nhân tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu bế mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Huyện ủy, hứa trước đại hội sẽ cùng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, cũng như tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, xây dựng khối đoàn kết, cộng sự, phát huy trí tuệ của tập thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Cũng trong 3 ngày, từ ngày 29 đến 31 tháng 7, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Trảng Bàng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Trảng Bàng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trương Nhật Quang đã đắc cử Bí thư Thị ủy, ông Hồ Văn Hồng và ông Trần Anh Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy. Phát biểu bế mạc đại hội, ông Trương Nhật Quang, Bí thư Thị ủy, kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương hai lần anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Trảng Bàng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dương Minh Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc vào sáng ngày 29 tháng 7. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 39 người, bầu ra Ban thường vụ huyện ủy gồm 11 người, Ủy ban kiểm tra 5 người, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 gồm 22 người chính thức và 3 dự khuyết. Ông Nguyễn Hồng Sơn tái đắc cử chức vụ Bí thư huyện ủy Dương Minh Châu. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tiếp tục quyết liệt kiểm soát trên tuyến biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn các đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, trước mắt quyết liệt tổ chức phòng chống dịch, đặc biệt là ở cửa khẩu, không để cho dịch xâm nhập vào nội địa. Vừa tuần tra kiểm soát chặt các đường mòn lối mở, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các huyện có đường biên giới tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ra nhân dân để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Trên tuyến biên giới của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã lập và duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát của 43 trạm chốt cố định và 105 chốt dã chiến 24/24 giờ. Nhiệm vụ trọng tâm trong lúc này là quyết liệt thực hiện công tác phòng chống, phát hiện, triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã chỉ đạo các đồn biên phòng, các chốt thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nhất là phải làm rõ phát hiện các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép, giải quyết triệt để dứt điểm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động qua lại. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Đức Trông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ bản và ngân sách nhà nước, việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cùng một số báo cáo khác. Các đại biểu cũng đã tiến hành chất vấn Sở Tài nguyên và Môi trường về thực trạng, nguyên nhân, biện pháp và trách nhiệm xử lý tình trạng ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông, chất vấn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác quản lý nhà nước về nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương, biện pháp quản lý để vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa tạo điều kiện phát triển ngành. Chất vấn Sở Y tế về giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng thiếu thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế được đầu tư tại các cơ sở y tế công lập. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét thông qua 8 nghị quyết chuyên đề, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Trong đó, có miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với ông Phạm Văn Tân, lý do nghỉ hưu. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà nhằm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện đạt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 đề ra, tạo những tiền đề cơ bản cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn. Sáng ngày 27 tháng 7, Trường Chính trị tỉnh tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trao quyết định.
Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Luyến, trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Phát biểu trong dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Xuân Luyến tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lý luận của tỉnh ngày càng sắc bén, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình Điểm tin tuần này.